giờ luôn hướng đến ánh mắt trời, hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt em luôn là anh ta bằng cả thiết tha chân thành. Những nụ cười ngọt ngào hơn với anh ta, anh như quen diêm khắng khiêu đầu sáng mơ một tình yêu chỉ cố thắp sáng vào những đêm khi anh sương kia lặng mơ. Đừng kể với anh quá nhiều những điều trong lòng, anh sẽ lụi tàn đi rất nhanh. Đừng gọi anh những lúc khi em gọi anh ta không được. Đừng tìm anh những lúc khi em cần bờ vai ấm. Những giấc mơ âm thầm hãy cố đứng nay lòng. Cứ thế thì anh sẽ bước tiếp con đường không có lối ra. Đừng tỏ ra vội vã khi em cần anh ngay lúc này. Đừng tỏ ra yêu đuối khi em tìm anh trong lúc say. Anh để mình bực cháy để sưởi ấm em những lúc như vậy. Rồi em sẽ trở về bên anh dương kia. Anh là gì anh? Vọng này là vô tâm hay chuẩn bị cho anh phải ôm thật nhiều suy nghĩ như vậy. Đừng kể với anh quá nhiều những điều trong lòng, anh sẽ lụi tàn đi xa nhà. Đừng gọi anh những lúc khi em gọi anh ta không được. Đừng tìm anh những lúc cần bờ vai ấm. Những giấc mơ âm thầm hãy cố đứng nay mong. Cứ thế thì anh sẽ bước tiếp con đường không có lối xa. Đừng tỏ ra vội vã khi em cần anh ngay lúc này. Đừng tỏ ra yêu đuối khi em tìm anh trong lúc say. Anh để mình bước cháy về bên anh dừng kia. Anh là gì đây? Đừng gọi anh những lúc khi em gọi anh ta không được. Đừng tìm anh những lúc khi em cần bờ vai ấm. Những giấc mơ âm thầm hãy cố đứng nay mong. Cứ thế thì anh sẽ bước tiếp con đường không có lối. Anh thanh thản cho.